Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 7, 2019. Đến với bản tin Hoạch Định Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin tài liệu và trong phần 2 là buổi nói chuyện với Đại Võ Sư Thái Cực Đạo Ung Kim Lân. Sau đây, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu với Minh Thúy về phóng xạ trong nước biển do tàu ngầm Komsomolet gây ra trong tình trạng đáng báo động. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, một thảm kịch đã biến tàu ngầm Liên Xô thành nấm mồ Titan, Rory phóng xạ dưới biển. Một sự bất trắc vỡ ống dẫn khí khiến cho tàu ngầm Komsomolet chìm xuống biển cùng với 42 thủy thủ vào ngày 7 tháng 4 năm 1989, đang đe dọa vùng biển Barents. Theo đó, lò phản ứng hạt nhân tiếp tục rò rỉ phóng xạ ra môi trường. Các mẫu thử nghiệm cho thấy chất phóng xạ cesium bị rò rỉ từ một ống thông gió, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết nó không đáng báo động vì nước Bắc Cực nhanh chóng làm loãng. Tàu ngầm Liên Xô nằm ở độ sâu 1.680 m, tức là khoảng 5.112 feet, và nó có rất ít cá trong khu vực, họ nói thêm. 30 năm sau, đoàn thám hiểm khoa học Na Uy đến địa điểm đổ nát dưới biển theo dõi xác tàu kể từ những năm 1990. Họ lo ngại rằng chiếc tàu ngầm hạt nhân Liên Xô này sẽ trở thành một thảm họa mới về môi trường sau tai nạn thảm khốc khiến cho nó chìm xuống đáy biển 30 năm trước. Lần đầu tiên, xe dưới nước hoạt động từ xa của Na Uy đã kiểm tra và quay phim Komsomolet vào ngày 7 tháng 7 năm 2019 cho thấy là thiệt hại rất nghiêm trọng, với xác nhận rằng tàu ngầm đang tiếp tục rò rỉ phóng xạ đã xuất hiện. Vài tuần sau khi một vụ hỏa hoạn trên tàu ngầm hạt nhân bí mật hàng đầu của Nga ở biển Barents đã giết 14 thủy thủ, khiến biến cố tàu ngầm Komsomolet trở thành biến cố nguy hiểm nhất cho tàu ngầm hải quân Nga kể từ năm 2008. Vào năm 1966, thì Viện Thiết kế Rubin của Nga được yêu cầu phát triển mẫu tàu ngầm tối tân mang ngư lôi hạng nặng và hỏa tiễn hành trình, trang bị đầu đạn hạt nhân cùng khả năng lặn sâu gấp nhiều lần đối với các tàu ngầm của Mỹ cùng thời. Kết quả là sự ra đời của tàu ngầm đề án Blasting, với chiếc tàu đầu tiên và duy nhất của dự án này mang tên mã là K-278, được khởi đóng từ năm 1978 tại nhà máy Sermas, với mục tiêu lặn sâu hơn mọi vũ trang của đối phương. K-278 được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại nhất của Liên Xô thời đó. Phần trước của tàu ngầm có 6 ống phóng ngư lôi và cũng có thể phóng hỏa tiễn hành trình Granic. Tàu ứng dụng thiết kế hai thân vỏ, trong đó phần thân chịu đựng bên trong được chế tạo hoàn toàn bằng hợp kim Titan 40XT, vật liệu cực kỳ đắt đỏ với độ bền tương đương với thép nhưng chỉ nhẹ bằng một nửa. Việc hàn các tấm Titan lớn để tạo thành vỏ tàu cũng rất là tốn kém, do đó quá trình này cần được thực hiện trong môi trường trợ khí không có oxy. Kỹ thuật viên trong lúc hàn phải mặc đồ bảo vệ che kín hoàn toàn, với hệ thống cung cấp dưỡng khí độc lập như các phi hành gia. Tàu ngầm K-278 dài 117 m, rộng 11 m và có lượng giãn nước là 8.000 tấn khi lặn. Vỏ chịu lực Titan cho phép K-278 lặn sâu tới 1.250 m vào năm 1984. Một kỷ lục vào thời điểm đó, gấp 4 lần độ sâu hành trình của tàu ngầm Mỹ. Nhưng lò phản ứng hạt nhân OK-650 cho phép tàu đạt tốc độ tối đa là 56 km/h dưới lòng biển. K-278 đóng vai trò thử nghiệm công nghệ tàu ngầm cho Liên Xô, còn khả năng tác chiến chỉ là thứ yếu. Được trang bị hệ thống điều khiển tự động hiện đại, sau khi được bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 1983, con tàu trải qua hàng loạt thử nghiệm trong vòng 4 năm sau đó. K-278 lập kỷ lục vào năm 1984 khi lặn độ sâu là 1.020 m, sâu nhất với mọi tàu ngầm quân sự và chỉ thua kém những tàu lặn khoa học được thiết kế đặc biệt. Các tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhất của Mỹ với lớp Los Angeles và Virginia chỉ lặn xuống độ sâu là 240 m, trong khi đó ba tàu ngầm đắt đỏ thuộc lớp Seaworth cũng chỉ đạt được mức 490 m. Ngay cả ngư lôi Mark 40X hiện đại cũng không thể lặn sâu quá 800 m. Điều này khiến cho K-270X được mệnh danh là tàu ngầm bất khả xâm phạm. Tháng 10 năm 1988, K-270X được đặt tên là Komsomolet, trở thành một con tàu số ít tàu ngầm Liên Xô có tên riêng.
Komsomolets bắt đầu chuyến tuần tra đầu tiên với 69 thành viên thủy thủ đoàn vào tháng 3 năm 1989 dưới quyền của đại tá hải quân Evgeny Vanin. Tuy nhiên, đây cũng là chuyến tuần tra cuối cùng và duy nhất của tàu ngầm này. Ngày 7 tháng 4 năm 1989, trong ngày tuần tra thứ 39, trở ngại bắt đầu xảy ra cho Komsomolets đang di chuyển trên vùng biển quốc tế ở độ sâu 386 mét, cách bờ biển Na Uy hơn 500 km về phía bắc. Trong khi tiến hành tuần tra đầu tiên ở độ sâu khoảng 335 mét, một đám cháy trong phòng máy đã nhanh chóng lan rộng, khiến cho lò phản ứng hạt nhân của tàu ngầm phải ngưng hoạt động. Sau vài giờ thì tàu ngầm Komsomolets đã bị cháy và chìm xuống đáy biển, mang theo hai ngư lôi vũ trang hạt nhân cùng với 42 thủy thủ đoàn. 27 thủy thủ còn sống sót cuối cùng đã được hai tàu ngầm Liên Xô cấp cứu. Một trong những hành động cuối cùng của Liên Xô là đưa các nhà điều tra quay lại hiện trường với những chiếc tàu lặn có người lái vào tháng 8 năm 1991 để lấy mẫu và kiểm tra xác tàu. Nhiệm vụ đã cung cấp hình ảnh video từ bên trong thân tàu Komsomolets và tiết lộ rằng một vụ nổ đã xảy ra nơi chứa các ngư lôi được gắn đầu đạn hạt nhân. Năm 1992, một đoàn thám hiểm thứ hai bao gồm một nhóm các nhà khoa học, một số người Na Uy đã thực hiện các thử nghiệm sâu dưới biển, trầm tích và sinh vật. Nhưng trong khi nhiệm vụ xác định thiệt hại, thì kế hoạch cố gắng nâng tàu ngầm lên, không có sự suy giảm hoặc phóng xạ quá mức nào được tìm thấy. Theo một tài liệu được công bố bởi Trung tâm Nghiên cứu Tình báo Hoa Kỳ CSI. Mãi đến năm 1993, thì việc phát hiện chất phóng xạ cesium-137 đã được báo cáo. Cuộc khảo sát của Nga bao gồm các chuyên gia Hà Lan, Na Uy và Mỹ cũng phát hiện ra một lỗ hổng lớn trong khoang ngư lôi ở phía trước. Người ta đã quyết định rằng ngư lôi đã bị ăn mòn, sẽ được niêm phong tại chỗ vào năm sau. Theo báo cáo của CSI Tengi Boriso, người đứng đầu Ủy ban đặc biệt về hoạt động dưới nước của Nga, nói với các phóng viên vào thời điểm đó rằng nếu có rò rỉ, việc đánh bắt cá sẽ không thể thực hiện ở bờ biển Na Uy trong khoảng từ 600 đến 700 năm. Một nghiên cứu vào năm 1997 của Cơ sở Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy về tác động của tàu ngầm chìm đối với môi trường cho thấy cả thân tàu ngầm và tàu lò phản ứng sẽ không bị phá hủy do ăn mòn ít nhất là 1.000 năm. Về phía Nga, các cuộc thám hiểm vào những năm 1990 và cuối cùng vào năm 2007 cho rằng họ đã tìm thấy rò rỉ từ ống thông gió của xác tàu và đã xác nhận là tàu ngầm Komsomolets ở vùng biển cách đảo Bear của nước này khoảng 180 km. Sau khi lấy 5 mẫu từ cùng một đường ống, Haldor cho biết mức độ ô nhiễm phóng xạ khác nhau đã phát hiện. Một mẫu thử nghiệm cao hơn 30.000 lần so với nước biển không bị nhiễm bẩn. Hai mẫu cho thấy rằng nồng độ cao gấp 100.000 lần so với bình thường, phù hợp với các mẫu được ghi lại trước đó. Viện Nghiên cứu Biển của Na Uy sau đó đã xác định rằng mẫu thử nghiệm cao hơn 800.000 lần so với mức bình thường. Tuy nhiên, một số mẫu nước khác từ xác tàu không cho thấy mức độ cao. Haldor mô tả sự phát hiện này là có thể so sánh với kết quả của các cuộc điều tra trước đây của Nga. Và cho biết là họ cho thấy tàu ngầm Komsomolets đã bị rò rỉ bức xạ từ lúc bị tai nạn cho đến nay. Tuy nhiên, cô cũng nói rằng trong khi những kết quả mới nhất nghe có vẻ đáng sợ, cô nhấn mạnh rằng chúng không phải là nguyên nhân đáng báo động. Bất kỳ ô nhiễm nào cũng nhanh chóng bị pha loãng. Cô giải thích rằng không tìm thấy bức xạ nào cách ống thông gió nửa mét nơi bức xạ được ghi lại. Haldor nói ô nhiễm đã bị pha loãng trên đường đến các khu vực đánh cá chính của biển Barents. Cô nói, chúng tôi có thể nói với bạn từ giám sát của chúng tôi làm về ô nhiễm phóng xạ, cá và hải sản từ những khu vực này tuyệt đối an toàn để ăn. Chính phủ Nga từng có kế hoạch trục vớt Komsomolets nhưng phải từ bỏ khi nguy cơ xảy ra thảm họa rò rỉ phóng xạ là quá lớn. Moskva đã dùng biện pháp đặc biệt để bao kín con tàu với hy vọng biến nó thành nấm mồ Titan khổng lồ dưới biển Barents. Nhưng có vẻ cách thức này không ngăn cản được phóng xạ rò rỉ khỏi xác chiếc tàu ngầm xấu số. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Trình Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.